Cô chào các em. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ của tuần 22. Thì trong những cái bài học trước chúng ta đã biết để nối các vế câu ghép ta có thể dùng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ, biểu thị quan hệ, nguyên nhân, kết quả, điều kiện kết quả hoặc là giả thiết kết quả. Như vậy thì bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách nối các vế câu ghép bằng cách dùng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ, biểu thị quan hệ tương phản. Như vậy thì cái mối quan hệ tương phản là gì các em biết không? Có nghĩa là một vế biểu thị một cái vấn đề hạn chế, còn cái vế kia thì nó biểu thị cái ý nghĩa tốt đẹp hơn. Ha, và nó có cái mặt mà trái ngược nhau như thế cho nên người ta gọi nó biểu thị quan hệ tương phản. Để hiểu sâu hơn về cái cách nối các quan hệ từ và cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua phần luyện tập. Cái bài tập đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là bài số 1. Phân tích cấu tạo các câu ghép sau bằng cách thực hiện các yêu cầu. Câu A. Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ. Câu B. Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Thì ở cái yêu cầu của bài tập số 1 này á, chúng ta sẽ phân tích cấu tạo của câu ghép. Mà hôm cái bài học trước đó, chúng ta đã học về câu ghép đó, thì chúng ta biết rồi ha. Câu ghép tức là câu nó phải có từ hai vế câu trở lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái dấu gạch xiên để ngăn cách các vế câu trong từng câu ghép. Thứ hai là chúng ta sẽ khoanh tròn quan hệ từ hoặc là cặp quan hệ từ nối các vế câu. Thứ ba là chúng ta gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ trong từng vế câu. Như vậy chúng ta đã nắm được cái yêu cầu của bài số 1 này chưa các em? Rồi cô mời các em sẽ làm bài ha. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ kiểm tra đáp án. Rồi cô mời chúng ta sẽ kiểm tra đáp án nè. Thì ở cái bài số 1 này câu A, thì đầu tiên chúng ta thấy là đây là một cái câu ghép có hai vế câu. Vế thứ nhất là giặc Tây hung tàn. Vế thứ hai là chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ. Và cái cặp quan hệ từ trong câu này là mặc dù nhưng. Và ở cái vế thứ nhất thì chủ ngữ là giặc Tây, vị ngữ là hung tàn. Vế thứ hai chủ ngữ là chúng, vị ngữ là không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ. Còn câu B thì cũng là một câu ghép có hai vế câu. Vế thứ nhất là rét vẫn kéo dài. Vế thứ hai là mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Thì trong cái câu này quan hệ từ ở đây là từ tuy. Và vế thứ nhất thì có chủ ngữ là rét, vị ngữ là vẫn kéo dài. Vế thứ hai chủ ngữ là mùa xuân và vị ngữ là đã đến bên bờ sông Lương. Như vậy là chúng ta đã phân tích cấu tạo của hai cái câu ghép này. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem thôi bài làm của mình có đúng với đáp án này không các em. Nếu mà các em đã làm đúng thì cô chúc mừng các em nhé. Như vậy thì qua cái bài tập số 1 này ha, thì chúng ta thấy được là trong cái câu ghép biểu thị mối quan hệ tương phản thì chúng ta thường thấy là người ta sẽ sử dụng cái cặp từ như là gì? Mặc dù nhưng, hoặc là quan hệ từ tuy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nhớ lại ở đây. Thì để thể hiện cái mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép thì ta có thể nối chúng bằng thứ nhất là một quan hệ từ, ví dụ như là từ tuy, dù, mặc dù, hoặc là nhưng, vân vân. Rồi ngoài ra chúng ta có thể nối bằng cách là bằng cái cặp quan hệ từ tuy nhưng, mặc dù nhưng, hoặc là dù nhưng. Đó, đây là những cái phần ghi nhớ mà chúng ta cần lưu ý ha.
để khi chúng ta thực hiện những cái nối các câu ghép mà biểu thị quan hệ tương phản các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua cái bài tập số 2. Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản. Câu A: Tuy hạn hán kéo dài nhiều chấm. Câu B: Nhiều chấm nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Thì ở cái câu này á thì người ta đã cho mình một vế câu rồi. Ví dụ câu A: Tuy hạn hán kéo dài, tức là một cái điều kiện nó không tốt, thì cái vế còn lại chúng ta phải thể hiện cái điều ngược lại ha, thì nó mới thể hiện được cái quan hệ tương phản. Còn ở câu B thì người ta cho mình ở vế thứ hai là thể hiện được cái mặt tích cực, tức là các cô chăm chỉ, thì ở cái vế đầu chúng ta cũng sẽ thêm một cái vế câu làm sao thể hiện được cái sự tương phản các em nhé. Và bây giờ cô mời các em sẽ làm bài. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án nha các em. Thì ở câu A, cô có ví dụ như thế này: Tuy hạn hán kéo dài nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi. Thì ở đây các em thấy là cái vế mình thêm vào á, thể hiện được cái sự tương phản ở cái vế đầu. Tức là mặc dù thời tiết, cái điều kiện nó không tốt, nhưng mà cây cối trong vườn thì sao? Vẫn xanh tươi hết các em. Ở câu B, mặc dù trời đã sầm tối nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng. Cái vế chúng ta thêm vào cũng thể hiện được cái sự tương phản với cái vế người ta đã cho. Rồi các em sẽ kiểm tra lại cái đáp án của mình, xem của mình có làm đúng không nào. Tiếp tục chúng ta sẽ sang qua bài tập số 3. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện vui sau. Chủ ngữ ở đâu? Cô giáo viết lên bảng một câu ghép. Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo, nhưng cuối cùng hắn phải đưa hai tay vào còng số 8. Rồi cô hỏi, em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu? Hùng nhanh nhẩu, thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ. Phạm Hải Lê Châu. Thì ở cái bài tập số 3 này á, yêu cầu chúng ta sẽ xác định câu ghép. Sau đó chúng ta sẽ phân tích cấu tạo của mỗi vế trong cái câu ghép đó. Như vậy chúng ta đã nắm được cái yêu cầu của đề bài chưa các em? Rồi cô mời các em làm bài. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại kết quả các em nha. Rồi cô mời các em kiểm tra kết quả. Thì trong cái mẫu chuyện này ha, dễ dàng để chúng ta nhận thấy được là câu ghép ở đây chính là mặc dù tên cướp rất hung hăng gian xảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8. Thì trong cái câu ghép này nó có hai vế câu. Vế thứ nhất là tên cướp rất hung hăng gian xảo. Vế thứ hai là cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8. Cặp quan hệ từ trong câu này là mặc dù, nhưng. Ở vế thứ nhất, chủ ngữ là tên cướp. Vế thứ hai là rất hung hăng gian xảo. Vế thứ hai, chủ ngữ là hắn. Vị ngữ là vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8. Như vậy là chúng ta đã thực hiện phần phân tích cái câu ghép trong cái mẫu chuyện vui này. Các em sẽ kiểm tra lại kết quả xem như chúng ta có thực hiện đúng theo cái đáp án không. Nếu các em làm đúng thì cô có lời khen các em nhé. Thì qua cái bài học hôm nay ha, chúng ta đã biết cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ hoặc là cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản. Thì về nhà các em sẽ xem lại cái phần ghi nhớ, cũng như là các em sẽ tìm thêm những cái câu ghép có quan hệ từ hoặc là cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản. Cô chào các em, chúc các em học thật tốt.